quay thì lại có được cái khả năng là tiến qua được đối phương. Tình huống tốc biến của Uri bị mất đi và anh ta vẫn phải nằm xuống vì đó là pha xua gan của Quay lẫn Siêu Hồ. Vẫn cướp được hai bãi ở rừng cánh trên đến từ Quay. Quay di chuyển sang cướp bãi chim và tiếp tục áp lực vào tình huống Gory đang đứng farm. Quay lính rất to dưới trụ, Gory không đón được, dính quét tan khí yếu, dính kỳ kích. Thảm lửa Valkyrie vừa dùng xong thì đã gãy. Gory lại nằm xuống ở một quay lính quá to và cái gì đang diễn ra không được giữa khi mà 5 phút. Gory chỉ farm được cho mình đó là 11 chỉ số lính mà thôi. Ba lớp trụ là những gì mà bên phía của FunPlus có được sau khi để mất con sứ giả khu cánh trên. Trong một nhịp mà Wave phải di chuyển lên cánh trên thì đồng đội của anh ta tại cánh dưới đã chịu một tương đối nhiều sức ép. Eric không còn tốc biến. Với một lượng sát thương trả lại thì anh ta làm mềm được cả Minh lẫn cả Xiaohu, nhưng lượng sát thương đó là không đủ để có mạng cho Eric. Còn lại anh ta tiêu hết xuống khu đường dưới. Và đây là một pha đại địa chấn sẵn sàng đến từ Wave. Phía sau anh ta có Xiaohu nhưng Beichuan cũng đã di chuyển xuống kịp. Lính bắt đầu tấn công trụ. Cú án tử chuẩn xác mắc tầm đến từ mình, không tỉnh nổi đến từ Hèn để có thể dụng khổng lồ hóa. Nhưng sau đó thì cú lồng đèn cũng đã bị mắc rất nhiều cắm ra. Nó vẫn được kích hoạt đến từ Wave sau pha tốc biến của anh ta và không ai bên phía RNG nằm xuống sau tình huống băng trụ vừa rồi cả. Đúng giao tranh và họ chiếm được thế ra khu vực hàng rồng nguyên tố thứ hai của bàn đấu trước. Điều kiện thắng sang canh nguyên tố rồng cũng sẽ có thể là một điều kiện thắng tốt cho bên phía của FunPlus trong ván thi đấu này. Nhưng đội hình của họ bị cắt hai. Eric phải tốc biến chạy, cú kết ta thiếu trượt. Wave nhà chiêu cuối của mình ra để rút lui. Gói hàng bắn thẳng vào đến từ Gory, anh ta giật cờ trở lại. Cú dịch chuyển được dùng đến từ dây của Xiaohu. Đó là một tiếng nô lên cực đẹp đến từ bầy chuẩn. Hai mà hàng gục dành cho bên phía của FunPlus Phoenix. Một pha phản công quá xuất sắc và họ có thêm mà hàng gục thứ ba rồi. Nó có thể là thứ tư nếu họ hàng gục thành công được Wave. Đó là bốn ma hàng gục dành cho bên phía của FunPlus Phoenix. Cái vấn đề trong pha vừa rồi đó chính là Bilibili, một cặp trận tâm điểm trong tuần thi đấu này cùng với FunPlus Phoenix và Royal Network đã có một tiếng Onin. Xiaohu khá khỏe. Lượng hút máu đến từ Bin cho phép anh ta sống sót trong huống này, nhưng người thắng cuộc vẫn là Xiaohu mà thôi. Pha di chuyển đến từ vị trí của Beichuan, anh ta tính di chuyển xuống đường dưới để ăn mạng, nhưng bỗng nhiên thấy một cái mạng nó ngon hơn, đó chính là mạng của Hèn, đó chính xác là mình, người không có tốc biến để có thể rút lui ở đây hay không. Xiaohu nếu như bị dính quán tử anh ta sẽ nằm, nhưng anh ta đứng ở một vị trí khá là an toàn. Bây giờ thì anh ta đang nằm trong tầm tấn công. Đó là một tiếng kết tàn kiếu. Xiaohu dính bùng nổ sức mạnh và anh ta nằm xuống. Rồng thuộc về cho Eric. Một con rồng phải trả một mạng đến từ bên phía của FunPlus Phoenix, nhưng nó sẽ lời nếu như không mất Baron. Đâu và Gala ăn một cái cầu sắm thì bỗng nhiên bên phía của FunPlus lại là có lợi trong khu vực hang Baron. Baron bị ăn quá nhanh và ra không kịp rồi. Angie đã mất Baron, họ đánh cũng không chắc là có lại hay không đâu nha. Họ vẫn còn đó một Xiaohu rất khỏe, nhưng liệu rằng Xiaohu có bắt được ai trong tình huống này hay không? Đây Gala đang ôi cú độ lông cướp đẩy thành công đến quyền về đến từ vị trí của Beichuan. Người nằm xuống sẽ là Xiaohu và gỡ mạng đến từ Gala. 4-4 trong tình huống này và đó là pha lướt phong linh lên giữ chân đối phương cực kỳ tự tin. Lên pháo trong trường của Eric, anh ta bắn được, anh ta bắn vào Wave. Double kill dành cho Xiaohu, anh ta nằm xuống với sát thương đến từ Gala, cũng là double kill cho Gala. Tiếp tục là 3v3, Eric bắn tay đôi cùng với Gala, pin hết xương là bất bại, anh ta không còn khả năng chống chịu nữa và FunPlus hài lòng với 3 mùa Baron có được. Cái lượng tiền cao hơn và họ đang chia người ra để có thể cố gắng là kiểm soát được nhiều nhất. Đó là con bùa xanh nằm trong tay của Gory và sau đó là đội lính được dẫn dắt đến từ Erisin và Silurhu. Cocky không xanh nhưng mà Gory vẫn bắn ra đàn thực sự ở đây là cú dịch chuyển bọc đầu. Đó là một ý định ép giao tranh cực kỳ tốt đến bên phía của Anji. Họ quét tàn kiếu và gồng được Hèn. Eric đi theo người chơi hỗ trợ của mình. Người nằm xuống bên phía của Anji đó là Wave, nhưng vẫn còn đó khả năng giao tranh đến từ 4 thành viên rất khỏe. Đó là Bin, đó là Xiaohu và đó là Gala nữa. Một pha phòng thủ trụ hai khu đứng trên xuất sắc đến từ bên phía của RNG và triệt tiêu đi pha tấn công với rất rõ ràng là lý thuyết liên quan đến việc ép giao tranh trong một đội hình cấu diện từ xa đến từ đối phương. Là họ lại tìm ra được hướng để mở giao tranh đến từ Wave với một tiếng tạt cánh. Người bắt lại là Xiaohu, anh ta trả sát thương lại quá gắt và người đâm xuống đến từ bên phía của RNG là hỗ trợ của họ. Minh bị sốc sát thương quá nhanh nhưng nhiều khống chế từ bên phía của RNG phải là nhiều khống chế có sát thương tuyến sau. Còn nếu như chỉ là những tình huống không chế đơn thuần đến từ hỗ trợ mà không có sát thương thì nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nhưng khoảng giờ tốt hơn dành cho đội hình của mình với việc là họ đang có cái gì đó nhưng họ đang bắt bóng. Silo ở khu vực đường dưới. Silo cố gắng chống trả, anh ta tốc biến đi và tạm thời vẫn đang chuyển dạng tăng tốc và để có thể sống được. Silo sẵn sàng với tốc biến và quét tay kia yếu. Kích tốc lên, quét tay kia yếu nó chuẩn xác. Và họ có được một hàng gục nhưng khoảng trống tạo ra ở khu vực trên bên phía Velos đang muốn khởi động vào khu vực hang Baron và Xiaohu có lẽ sẽ cần phải dùng ngay lập tức. Đó là hai cú dịch chuyển ở hai hướng khác nhau, bánh mì kẹp thịt. Hang đang là người bắt lại, anh ta còn tốc biến, anh ta kẹt lại trong đại địa chấn khá lâu, anh ta dính combo đến từ Javan nhưng sát thương là không đủ đến từ Wave. Baron thuộc về bên phía của FunPlus, họ đánh tràn người trở ra với gói hàng đến từ Gory. Những sát thương của anh ta trong những tình huống đánh tay là không nhiều, anh ta rút người trở ra và bắn những tên lửa định hướng từ xa. Beichuan đang quáng quẩy, anh ta quẩy được một cú big bomb đến từ vị trí của Gory và double kill có là như Gory. Đã đến thời điểm của Cocky của anh ta có sát thương rồi, quét sạch cho FunPlus Phoenix.
Và ở trong ván đấu thứ ba quyết định này thì đội hình của cả FNPlus là cùng nhau lên tiếng để có thể gồng gánh lại ván đấu để có thể có được chiến thắng. Ở khoảng thời gian giữa ván đấu, đó là Silhou lên tiếng với con giày cực kỳ mạnh mẽ của mình. Ở thời gian cuối ván đấu, Guri cũng đã lên tiếng, còn xuyên suốt giai đoạn của ván đấu đó chính là Baytrang. Eldritch cũng thể hiện được cái khả năng gây sát thương cực kỳ tốt trong những pha giao tranh tổng. Nhưng vấn đề là lần này đồng đội của anh ta đã làm được nhiều hơn so với hai ván đấu trước đó.